diễn tập ứng cứu sự cố tấn công mạng cho cơ quan báo chí. Sáng nay tại Hà Nội, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chương trình diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ DDoS cho cơ quan báo chí năm 2021 do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng VNCC điều phối hoạt động diễn tập. Theo Cục An toàn Thông tin, Việt Nam hiện đứng thứ 6 về nguồn tấn công từ chối dịch vụ trên toàn cầu và đứng thứ 2 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ tấn công mạng sử dụng phương thức tấn công DDoS nghiêm trọng nhắm vào các báo điện tử của các cơ quan báo chí, khiến cho hệ thống báo điện tử bị ngừng trệ hoạt động như vụ tấn công báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước thực trạng đó, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo các cơ quan báo chí cần tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực an toàn thông tin, cập nhật các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, liên tục theo dõi giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm VNCC để ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố. Diễn tập lần này tập trung vào tình huống giả định, hệ thống cảnh báo sớm của đơn vị báo chí phát hiện thấy trang thông tin điện tử của đơn vị có lượng truy cập tăng bất thường. Đây là dấu hiệu ban đầu của một cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Chương trình diễn tập tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 điểm cầu, được lồng ghép giữa lý thuyết và tấn công mô phỏng. Qua đó giúp các đơn vị báo chí hiểu rõ hơn về tấn công từ chối dịch vụ, cũng như hoạt động ứng cứu sự cố và vai trò điều phối của VNCC.